Vợ tôi đâu? Yến ơi! Vợ ơi! Anh là chồng của Yến à? Đúng. Vợ tôi đâu? Vợ tôi đâu? Hào, cô ấy không đi với tôi. Anh Alex, mình đi thôi. Có lẽ bạn em phải xin lỗi anh rồi. Bạn em không đi cùng anh được ạ. Chúng em cảm ơn anh vì anh đã tạo điều kiện cho chúng em được nghỉ dưỡng thêm. Nhưng mà có lẽ chúng em chơi như thế là đủ rồi anh ạ. Bọn em thực sự rất cảm ơn anh trong 2 ngày qua. Bọn em chúc anh có một chuyến công tác thật thuận lợi ở Việt Nam nhé. Cảm ơn các em. Và anh cũng muốn chúc các em có một cuộc sống thật hạnh phúc. Em cảm ơn anh. Bọn em sẽ thật hạnh phúc. Anh yên tâm ạ. Có duyên sẽ gặp lại. Và anh rất yêu anh. Lúc nào cũng nói về anh. Anh rất may mắn có một người vợ tuyệt vời như thế. Các cô ấy đi đâu rồi? Họ bảo là ra ngoài biển trong lúc chờ xe về. Chúc anh hạnh phúc. Tôi xin phép. Ta thật sự thấy biết ơn chuyến đi này. Đặc biệt là cuộc gặp gỡ với Alex đã cho ta một bài học rất lớn. Kết hôn không có nghĩa là cảm xúc sẽ đóng lại hoàn toàn. Vô tình mình gặp một người nào đó cho mình cảm xúc, chỉ cần một giây phút không tỉnh táo, không làm chủ được, chắc chắn sẽ mắc sai lầm. Thì giây phút mày quyết định không đi với Alex nữa là giây phút mày tỉnh táo đúng không? Đúng thế. Tiếc là ông Hào không đủ tỉnh táo như vậy. Nhiều khi mình cứ chìm đắm trong chính hoàn cảnh mà quên mất mình phải tỉnh táo để nhìn mọi chuyện thật khách quan. Chuyến đi này thật sự là một khoảng lặng để cho mình có thể bình tâm hơn. Đây cũng chính là cảm giác của tao đấy. Tao cũng thế. Đẹp như này á? Cái này nó nằm ở tư duy của mỗi người. Em làm nail nhưng vẫn cần phải có trí tuệ. Đúng, không phải cứ chăm chỉ là được đâu. Không thể như thế được. Mất mấy tháng nộp phạt thì mãi chẳng thay đổi. Đây 1 tháng thì đã thành công rồi. Em muốn thành công ấy, muốn thay đổi nó phải xuất phát từ trong tâm. Như chị Huyền búp bê đây này, nhờ được các anh công an bắt, thế mà tỉnh ngộ, phát hiện ra là mình sinh ra để làm nail nhưng mà dòng đời xô đẩy nên lại làm nail. Ô này ba chị ơi, bao nhiêu là việc, đứng lên giúp mọi người đi, cứ ngồi đấy mà neo mới nủng thôi. Chứ không phải tại bọn chị đâu, tại cái Thơm này, bày đặt đòi á, thi đấu. Em ơi, lính mới lính cũ không quan trọng, quan trọng nó ở cái trình độ em ạ. Tóm lại ấy, là em cứ mở tiệm đi, 2 chị để làm thuê, em lo tiền còn lại cứ để các chị lo. Được. Lý nhỉ? Ôi dồi ôi, các cô mới học được vài bữa mà đã định cạnh tranh với tôi đấy à? ai dám cạnh tranh. Mỗi người một khu vực, lộc ai người đấy hưởng chứ. Vâng. Ơ, Sóc đâu nhỉ? Kìa. Trời ơi, em Sóc ơi. Lại. Trời ơi. Ừ gì? Phạt 50 bây giờ. Mất vương miện của em rồi. Nhanh lên. Nào, ra đây cô Huyền cài lại vương miện cho em đó. À, bây giờ mình nhường lại vương miện cho em nào. Xem đã đủ chưa? Còn thiếu gì không? Em thôi chơi rồi bắt tiếp đi. Em thấy là đủ rồi đấy. Có chị ở đây lo toan cho em còn sợ thiếu gì nữa. Thế đủ rồi thì mời mọi người thôi nhở? Vâng ạ. Bác Mạnh ơi, ông bà Cần ơi, Hào Yến ơi, đồ đủ rồi mình ra nhập tiệc đi ạ. Mạnh đây, có mặt nhá. Ôi, trông ông Mạnh tươi tắn thế. Đúng là anh Quang nhà mình đã tìm được ý trung nhân của khác. Phấn khởi ghê. Lâu lắm rồi hôm nay tôi mới được vui như thế này. Bởi vì anh Quang đã đến độ trưởng thành, chuẩn bị lập gia đình mà khả năng là có khi có cháu rồi cũng nên. Ôi trời ơi, hay quá chứ quá nhá. Sao bác lại nói thế ạ? Anh chị bây giờ cũng lớn tuổi rồi, tìm hiểu cũng đủ lâu rồi, chung kết luôn đi để tôi thỏa ước nguyện. Anh Quang tính dần đi. Ở dưới quê nhá, bố mẹ em Mỹ nhá, chuẩn bị làm đám cưới cho bọn em rồi. Đấy. Hay mình tổ chức chung cho vui. Được đấy. Tổ chức chung đi. Tổ chức chung để mọi người đi luôn một thể. Đỡ phải dự tiệc 2 lần. Chuẩn không anh? Được, tổ chức chung. Nhưng mà phong bì riêng. Tất nhiên là phải riêng rồi anh. Đúng rồi. Này. Hôm nay là sinh nhật của Sóc. Sao lại cứ nói chuyện người lớn thế nhở? Cháu đây à. Sắp tới thằng Quang tổ chức đám cưới, thì ông Mạnh sẽ đãi tiệc 1 tuần liền. Nhân dịp có cái niềm vui như thế này, tôi cũng thông báo cho cả xóm. Nhân dịp đám cưới của anh Quang với chị Khánh, tôi quyết định giảm tiền nhà cho tất cả mọi người đang sống ở đây 50%. Bây giờ như thế này ạ, cũng nhân cái dịp đó ấy, thì cũng rất mong là các bác, các cô, các chị nếu mà ai còn bạn bè mà vẫn chăn đơn gối chiếc thì hãy giới thiệu cho bố tôi. Ôi cả nhà ơi nhìn kìa, thằng bạn cháu bây giờ giống anh Quý phết rồi đấy. Kinh. Tự giác thay đổi đấy, không phải tao yêu cầu đâu. Anh Hào bây giờ phải là anh Quý version 2 ấy. Em chỉ mong anh Cảnh nhà em được một phần với các anh thôi. Cô rồi này. Anh bây giờ ngoan mà. Các anh ấy nhá, phải học anh giải. Anh. Ok. Nhá. Ôi giời ơi. Anh xem nào. Ơi sắp ơi. Ôi trời ơi, quà của con này Sóc ơi. Cảm ơn cô chú nhá. Mấy bữa nữa cũng phải đi quà lại cho em bé đây này. Mới có mấy ngày không gặp thôi mà đúng xuống phết rồi đấy. Nghịch lắm các cô ạ, đạp mẹ suốt thôi. Thế à? Cái Trang nom khá ghê nhỉ. Anh chị nhìn cái Trang học tập đi nhá. Này con này, có khi cho anh Quang với chị Khánh xin tivi á nhá. Đúng. Dạ cả nhà ơi, mình đã đông đủ rồi. Bây giờ mời cả nhà lên trên này chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó thì mình nhập tiệc ạ. Được rồi. Nào. 2, 3. Xin phép cả nhà. Cháu, tôi xin được cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã có mặt ở đây để mừng Sóc tròn 1 tuổi. Bây giờ thì nhà mình đồng khởi nhá.